Xin chào các bạn, mình là Thảo Ki và hôm nay thì Ki sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mẫu hoa vô cùng đơn giản, hoa tulip. Thường thì mình thích làm hoa tulip với màu đen vì rất là kiểu huyền bí. Nhưng hôm nay thì hướng dẫn các bạn với màu da cam nhé. Ok, vậy để làm hoa tulip này thì các bạn cần chuẩn bị những gì? Các bạn cần chuẩn bị cho Ki giấy màu da cam này, hoặc là giấy màu nào đó các bạn thích, màu đỏ, màu vàng, vàng cam hay là tím hay là đen, sao cũng được hết á. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị 6 màu giấy với kích thước là khoảng để coi kích thước nào. Kích thước khoảng 3 cm chiều ngang và khoảng 14 cho đến 15 cm chiều cao. Vậy chúng ta sẽ là kích thước là 3 cm nhân với chiều này là 14 cm đi. Ok. Đó. Chúng ta sẽ cần là 6 mảnh. Chúng ta sẽ cần 6 đoạn như vậy. Ok. Tiếp theo này, các bạn cần chuẩn bị cho Ki giấy màu xanh với kích thước tương tự, kích thước cũng tầm đó, khoảng 3 cm này, và chiều này cũng là khoảng 15 cm, 15 cm, và 2 đoạn. Ok, khoảng 2 đoạn như vậy. Tiếp theo đó là chỉ. Chúng ta sẽ cần một cuộn chỉ màu, màu gì cũng được. Ok. Và tất nhiên rồi, đó là các thanh sắt để chúng ta có thể làm phần thân hoa. Chúng ta cần kéo và súng bắn keo, huyền thoại nữa. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Ok, để bắt đầu thì các bạn gập đôi đoạn giấy màu cam lại này. Các bạn gập đôi. Rồi chúng ta làm gì ạ? Rồi các bạn xoắn ở đúng cái đoạn giữa đó. Xoắn. Rồi quay trở lại như thế này. Và chúng ta dùng các ngón tay của mình kéo căng phần bụng cánh ra. Như vậy, chúng ta tạo được độ cong tự nhiên cho cánh hoa. Ok. Các bạn làm tương tự với các đoạn giấy còn lại. Bạn làm tương tự với các đoạn giấy còn lại. Xoắn này ở chính giữa. Để hai lớp vào nhau, chồng hai lớp vào nhau. Rồi các bạn kéo nhẹ tạo độ cong cho cánh. Vậy là chúng ta đã được 2 cánh rồi. Ki đã làm sẵn ở đây 4 cánh còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ lên bông nhé. Chạy sao lại có một cái loại hoa mà nó lại đơn giản như thế này chứ. Ok, các bạn sử dụng súng bắn keo này. Các bạn sử dụng súng bắn keo để gắn cái lớp cánh trong cùng vào so với cả phần kẽm sắt. Cái lớp cánh ở dưới nha các bạn. Để mình gắn 2 lớp này vào nhau. Như vậy. Mình giấu cái thanh sắt đi ha. Trông giống như là ice cream này. Right. Sau đó các bạn dùng nhẹ này. Và chúng ta bắt đầu buộc chỉ. Chúng ta được cánh đầu tiên. Các bạn làm tương tự với cánh tiếp theo. Mình úp này. Ok. Xoa le như vậy. Các bạn có thể lấy tay của mình để đẩy nhẹ cái phần bụng cánh ở trong cho nó phồng ra. Right. Vậy là chúng mình đã được 2 cánh rồi. Mình làm tương tự với cánh thứ 3. Các bạn đặt ở giữa
cái khoảng cách ở giữa hai cánh vừa rồi. Xoa le. Oops. Giật mạnh quá đít. Ok. Rất là dễ thôi. Sau đó các bạn làm tiếp cho các cánh còn lại. Các bạn nhớ một xoa le nha. Mình để cái này vào súng bắn keo không nó sẽ dính ra bàn rất là bẩn. Ok, the last one, cánh cuối cùng này. Sau đó các bạn cũng làm tương tự như cách chúng ta sử dụng chỉ với rất nhiều loại hoa khác. Cách làm rất nhiều loại hoa khác, các bạn đưa chỉ ở giữa ngón tay trỏ và ngón cái của tay bên trái, rồi luồn bông hoa xuống phía dưới từ trong ra, rồi chúng ta thắt nút. Nếu những bạn nào mà đã quen với kỹ thuật kiểu như là đan lát ấy, thì chắc các bạn cũng đã quen với việc thắt dây như thế này rồi. Chúng ta buộc khoảng 3-4 vòng gì đấy cho chắc. Ok, rồi các bạn cắt bỏ phần chỉ thừa đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cuốn che phần thân này. Che phần thân thì các bạn cắt giúp Kim một dải giấy màu xanh nhỏ như vậy ha, hoặc là cao hơn một xíu được. Các bạn kéo giãn này và sử dụng bắn keo để dính che phần đài hoa và phần thân cây. Để chắc thì đến đoạn này các bạn cũng cho thêm một chút keo nén vào cho chắc chắn. Ok, và chúng ta cuốn xuống phía thân là được. Cứ như vậy đến dưới cùng là xong. Vậy là chúng ta đã xong phần hoa. Bây giờ mình sẽ làm phần lá nha. Alright, để coi. Phần lá thì các bạn lấy giúp Ki hai đoạn giấy màu xanh mà chúng ta vừa cắt lúc nãy với kích thước là khoảng 3cm. Đo lại nha, khoảng 3cm chiều này và khoảng 15cm chiều dài. Chiều cao á, chiều dài chứ. Các bạn gấp đôi này, rồi cắt một đoạn nhỏ ở đây như thế này, rồi uốn cong. Vậy là chúng ta đã được lá. Các bạn làm tương tự với lá còn lại nhé. Gặp đôi này, các bạn uốn nhẹ một đoạn ở dưới này để chúng ta làm cái phần mà ôm vào thân, đúng không? Đây là cái phần chúng ta ôm vào thân này, đó, như vậy rất đơn giản ha. Các bạn cắt xuông theo mép giấy, rồi cắt phát vào đầu trên một xíu. Vậy là chúng ta đã được hai lá rồi. Bây giờ mình có thể sử dụng kéo này. Các bạn sử dụng kéo và vuốt nhẹ để nó tạo cái độ hơi bị mạnh quá rồi. Để tạo cái độ cong tự nhiên ở đây cho lá, rất tự nhiên. Tương tự với lá còn lại nhé. Khoảng 2 lần là được.
Sau đó các bạn sử dụng súng bắn keo và dính vào bông hoa thôi, thân ha. Đó, cảm giác kiểu ôm ấp rất là tình cũng ha. Alright, và đây là thứ hai. Vậy là xong, chúng ta đã được một bông hoa tulip, cành hoa tulip với hoa, với lá. Các bạn có thể làm tương tự với các màu giấy còn lại, phối cùng màu cam này, màu đỏ, màu hồng, thành những cái bó hoa rất là sặc sỡ. Món quà rất xinh xắn để dành tặng cho những người bạn của mình, phải không nào? Hy vọng là clip ngày hôm nay thú vị với các bạn. Nếu thích thì nhớ đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn may mắn, chúc các bạn thành công. Thanks for watching and see you guys next time. Bye bye.